tôi cần thêm một số mục vào danh sách. Hãy xem những gì chúng ta có bây giờ. Danh sách mua sắm này là dành cho phần chính của siêu thị. Danh sách này là dành cho phần siêu thị với format và xúc xích. Danh sách mua sắm này là dành cho phần rau quả của siêu thị. Các bé ơi, xin vui lòng vào trong xe, tôi sẽ đưa các bé đến siêu thị lớn. Yeah, wow. Lần này Chi sẽ ở nhà, anh ta làm phiền chúng tôi rất nhiều trong siêu thị. Thật là buồn. Chi, bạn thích gì hơn, đi siêu thị hoặc ở nhà xem tivi? Nó luôn xảy ra như thế. Bây giờ chúng tôi buộc phải đưa Chi lên một lần nữa. Chúng ta có 5 thứ trong danh sách. Mức dâu tây. Đôi giày da xanh đậm. Bánh sô cô la. Nước táo. Hey.
cả các mặt hàng trên băng chuyền, chạm vào các mục trong giỏ hàng.